Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị, và showroom bên em là 46 Việt Hưng Long Biên, quý vị anh chị cân đối cụ thể với em xe Atit sản xuất 2012 đã auto đi được là 100.000 km này, thì hãy alo trực tiếp cho em để tìm kiếm một siêu phẩm chỉ duy nhất có một chiếc xe thị trường thôi nhá. Xe thì Atit trên thị trường có nhiều, nhưng mà để một chiếc xe em rất tự tin như chiếc Atit này thì chỉ có một thôi mọi người ơi. Sẽ không tìm được chiếc xe nào y hệt như chiếc xe của em nhé. Đây, phải nói là chiếc xe này đi không quá nhiều, không phải đi quá ít, nhưng mà để nói về ốc vít, mọi đường nét trên chiếc xe thì thực sự là rất là ok luôn mọi người ạ. Rất là ok luôn. Bây giờ thì mọi người có thể nhìn thấy tổng quan này, chất lượng chiếc xe màu ghi xám mọi người ạ. Bác nào mệnh thủy thì hợp luôn nhá, không khác tí nào nha. Đấy, đăng kiểm dài hạn đến tháng 7 2024. Đấy, vừa mới đăng kiểm xong mọi người ơi. Tiếp tục thì chúng ta di chuyển đến khu vực phần khoang cốp này. Đấy, mọi người thấy sao? Động cơ 1.8 thì đi nó vừa xinh rồi mọi người ạ. Nó không bị tốn xăng quá. Các đường nét đằng sau thiết kế rất là hài hòa. Bây giờ thì mời các bác vào trong phần khoang cốp nha. Chiếc xe này thì chúng ta cũng để được rất là nhiều đồ luôn mọi người nhé. Rất là nhiều đồ luôn đấy ạ. Đấy, mọi người nhìn này, tổng thể chiếc xe đây rất là rõ nét luôn, cụ thể cho các bác xem. Keo chỉ này, các bác muốn check ở bất cứ gara nào hay là người quen hay là ở đâu thì bên em đều hỗ trợ đánh cho mọi người check nha. Không ngại việc check test vì mua bán đều có văn bản, chứ không chỉ nói mồm không. Đấy, từ thiết kế cái nắp bình xăng nó cũng tuy là cổ thôi nhưng mà thực sự vẫn rất là ngầu đúng không ạ. Và bên trong thì chúng ta sẽ có những chi tiết ốp vân gỗ vẫn rất là sang, và cái độ bền phải nói là Atit thì khỏi phải nói rồi. Ghế da của em này thì cũng ở mức độ ổn thôi, chứ không phải là quá đẹp mọi người nha. Ghế da không phải quá đẹp. Nhưng cái em muốn nhấn mạnh chính là về thân vỏ, về ốc vít, mọi cái máy móc, mọi chi tiết, kể cả những cái chi tiết ốc ở phần cốp đuôi ấy, thì em cũng rất là tự tin ở chiếc xe này. Nó đẹp thì đặt tổng thể, chứ không phải đẹp mỗi một chi tiết. Đương nhiên là nội thất, ghế da thì không phải là xuất sắc rồi mọi người nha. 2012 thì nó cũng có đến mức tuổi, nhưng mà bộ ghế này thì vẫn là bộ ghế nguyên zin theo xe, chứ chưa bị thay ghế da mới mọi người nhé. Vẫn giữ được chất nguyên bản của chiếc xe. Về option của chiếc xe thì chúng ta có ghế lái đã được chỉnh điện rồi mọi người nha. Chúng ta chưa có cruise control đâu mọi người ạ. Các chi tiết cơ bản thì chúng ta sẽ có, một số các chi tiết khác là các bác phải độ thêm nha. Nhưng mà đã độ thêm màn hình Z-Tech rồi này. Màn hình này rẻ thì cũng phải là 15 triệu rồi mọi người nhá. Đấy, thì các bác cũng khá là tiện khi mà mọi người lựa chọn mua xe nhá. Bây giờ cùng em di chuyển vào khu vực phần khoang máy của chiếc xe nhá, để có thể xem được động cơ 1.8, thiết kế của động cơ sẽ như thế nào. Chưa tìm được cái chỗ đấy đâu. Ở đây. Ok mọi người, khá là nóng vì xe vừa mới đi chụp bộ ảnh. Đó, xem cho em này, cận cảnh các đường nét này. Đây, rõ nét luôn. Không ngại việc check test mọi người nha. Check ở đâu cũng chiều các bác luôn ạ. Đấy, mọi người quan tâm cụ thể thì alo trực tiếp cho em nha, để bên em sẽ chụp ảnh cho mọi người xem cụ thể. Đó là một chiếc Atit sản xuất 2012, auto của này đã được hơn 100.000 km rồi. Giá bán thì hiện nay đang có một mức giá là hơn 300. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp để chốt giá nhé.
Xin chào tất cả mọi người.